Mình chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Thí Liễu, có một số phôi tra giấy và mẫu đơn trang của quý cô chú anh chị. Mini muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị. Rồi chào Liễu. Dạ em chào anh Thái, con chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái ạ. À, hôm nay nhà vườn con có về một số cây để phục vụ quý cô chú anh chị ạ. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn của con ạ. Số điện thoại của con là 0931 714 723, cũng là số Zalo của con ạ. Rồi, Cây đầu tiên con lên là một cây bông trang thành phẩm ạ, trang hai vàng. bàn quý cô chú anh chị. Cây mini để bàn ha, củ đế. Chiều cao là 20. Cây rất là già. Hoành là 22 ạ. Cây rất là duyên luôn. Đang ôm búp ha. Này mình ship nguyên chậu luôn ha. Dạ đúng rồi, ship nguyên chậu. Rồi giá luôn. Dạ mã số đầu tiên này có giá là 800 nghìn, con bao ship luôn ạ. Mã số 2 cũng là một phôi trang vàng ạ. Chiều cao là 23. Cây nuôi rất là mượt quý cô chú chị. Hoành là 23 luôn á. Hoành heo nhỏ nhất là 23 nha, củ đế với này rất là to. Nguyên một cái nồi đế. Rồi giá mã số 2 luôn. Dạ mã số 2 này cũng có giá là 800 ngàn con bao ship luôn á. Mã số 3. Cũng là một phôi trang vàng. Chiều cao là 20. Rồi hoành eo vị trí nhỏ nhất nha quý cô chú anh chị. Hoành eo là 23 rưỡi tính 23. Rồi giá luôn. Vậy mã số 3 này cũng có giá là 800 ngàn con bao ship luôn á. Mã số 4. Cây này dán bay bay ha. Quá xá nó già luôn à. Này về quý cô chú anh chị mình lợp dây nha. Chiều cao là 28. Hoành cũ là 43. Này đo nếu như đo tổng hoành cũ là đôn đế lên là ra tới ngoài này nè quý cô chú chị. Phôi rất là già. Hoành eo là 21 ạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 4 thì cũng có giá là 800 luôn ạ. Về quý cô chú chị mình đôn lên cái chậu kiểu ha. Mã số 5. Chiều cao là 20. Hoành là 22 á. Những cái phôi này mình nuôi mình mới đưa lên chưa có xịt đế quý cô chú chị. Này xịt ra cho là nó sạch là nhìn cái phôi nó rất là lực luôn. Rồi giá luôn. Dạ mã số 5 này cũng có giá là 800 luôn á. Mã số 6. Chiều cao là 25. Hoành eo là 27 ạ. Một cốt ba thân tam tài phúc lục thọ luôn ha. Rồi giá luôn. Dạ mã số 6 này cũng có giá là 800 luôn ạ. 850. 850. Bao phí ship nha quý cô anh chị. Mã số 7 phôi giấy. Chiều cao là 50. Hoành eo là 15 ạ. À, phôi giấy này trong chậu luôn, gỡ nguyên chậu này về quý cô chú anh chị mình là ghép luôn nha, nuôi lên tược rồi. Rồi giá luôn. Dạ mã số 7 này có giá là 220 nghìn con bao ship luôn ạ. Mã số 8. Chiều cao là 45. Hoành eo là 14 ạ. Lô phôi này nuôi sẵn rồi, về quý cô chú anh chị mình khỏi nuôi nữa. Này về chỉ đóng vô những cái bo vô đây thôi. Rồi giá luôn. Dạ mã số 8 này cũng có giá là 220 nghìn con bao ship luôn ạ. Mã số 9. Chiều cao là 37. Hoành eo là 20. Rồi giá luôn. Dạ mã số 9 thì cũng có giá là 220 ngàn luôn ạ. Mã số 10. Chiều cao là 37. Hoành eo là 19. Thì mã số 10 này có giá là 220 ngàn luôn ạ. Mã số 11. Đế đặt ha. Chiều cao là 41. Hoành eo là 19.
Vậy mã số 11 này cũng có giá là 250.000, con bao ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 12. Chiều cao là 40. Quần eo là 13. Vậy mã số 12 này có giá là 200.000 con bao ship ạ. Mã số 13. Chiều cao là 32. Quần eo là 18 ạ. Vậy mã số 13 này có giá là 200.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 14. Chiều cao là 45. Quần eo là 18. Rồi giá luôn. Vậy mã số 14 này có giá là 250.000 ạ. Mã số 15. Chiều cao là 32. Quần eo là 16. Mã số 15 này có giá là 200.000 con bao ship toàn quốc luôn á. Mã số 16. Chiều cao là 42. Phôi này đế nó gom. Quần eo là 20 á. Đặt cũ đặt luôn. Rồi, giá luôn. Dạ mã số 16 này có giá là 250.000 con bao ship toàn quốc luôn á. Chiều cao là 42. Quần là 13. Mã số 17 này có giá là 220.000 con bao ship toàn quốc luôn. Mã số 18. Chiều cao là 30. Quần là 16 ạ. Mã số 18 này có giá là 200.000 luôn ạ. Mã số 19. Quái ha. Đế lắc. Chiều cao là 33. Quần eo là 13. Mã số 19 này có giá là 150.000 ạ. Ôi dạ. Nó 19 hay vậy? Đúng rồi. Mã số 20. Mã số 20. Chiều cao là 40. Quần là 12. Dạ mã số 20 này có giá là 220.000 ạ. Mã số 21. Chiều cao là 42. Quần là 15 ạ. Dạ mã số 21 này có giá là 250.000 con bao ship luôn ạ. Mã số 22. Chiều cao là 40. Quần là 16 ạ. Dạ mã số 22 này cũng có giá là 220.000 ạ. Mã số 23. Chiều cao là 34. Quần eo là 18 ạ. Dạ mã số 23 này có giá là 150.000 ạ. Mã số 24. Dễ đặt. Chiều cao là 36. Quần là 13. Mã số 24 này có giá là 200.000 con bao ship toàn quốc luôn ạ. Số 25. Chiều cao là 44. Quần eo là 18 ạ. Phòi này giống như con cóc ngồi ha. Dáng quái luôn. Rồi giá luôn. Dạ mã số 25 này có giá là 200.000 con bao ship toàn quốc luôn ạ.
mã số 26. Chiều cao là 38. Hoành là 14,5-14. Mã số 26 này có giá là 200.000, con bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 27. Hoành là 32. Hoành là 16. Mã số 27 này có giá là 200.000. Mã số 28. Chiều cao là 30. Hoành eo được 18. Vậy mã số 28 thì cũng có giá là 200.000 luôn. Mã số 29. Phôi lực. Phôi này cũng đế to ha. Chiều cao là 43. Hoành được 18 nữa. Này về với cô chú anh chị mình ghép xong sống dính rồi mình đôn đế lên nha, để còn sâu. Rồi giá. Vậy mã số 29 thì có giá là 250.000. Mã số 30. Chiều cao là 37. Hoành eo là 18 nữa. Vậy mã số 30 này có giá là 250.000 luôn ạ. Mã số 31. Chiều cao là 34. Hoành eo là 17. Vậy mã số 31 này có giá là 250.000. Mã số 32. Chiều cao là 43. Hoành eo là 17. Mã số 32 này có giá là 200.000. Mã số 33. Chiều cao là 36. Hoành được 20. Mã số 33 này có giá là 250.000, con bao ship toàn quốc luôn. Mã số 34. Chiều cao là 44. Hoành eo là 19 nè. Rồi giá luôn. Vậy mã số 34 này có giá là 250.000 luôn. Mã số 35. Chiều cao là 32. Hoành được 15. Vậy mã số 35 này có giá là 150.000. Mã số 36. Chiều cao là 43. Hoành được 19 nè. Vậy mã số 36 này có giá là 300.000, con bao ship luôn ạ. Mã số 37. Phôi lực ha. Chiều cao là 45. Hoành được 24,5 tính 24 ạ. Vậy mã số 37 này cũng có giá là 300.000, con bao ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 38. Chiều cao là 80. Hoành eo là 17 ạ. Vậy mã số 38 này có giá là 250.000, con bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Mã số 39. Chiều cao là 40. Hoành được 20 á. Vậy mã số 39 thì có giá là 250.000 á. Mã số 40 là cây cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Cây này dễ đặt, dễ lực cuối cô chú anh chị. Vậy chiều cao là được 48.
Còn em là 18 ạ. Rồi mã số 40 này có giá là 300.000 con bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ. Cuối clip con xin kính chúc quý cô chú anh chị lựa được một cây đẹp ưng ý cho mình và ủng hộ nhà vườn của con ạ. Dạ con xin chân thành cảm ơn. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha.